Em nó có thể chơi được đĩa than. Và khi hết đĩa thì nó có thể tự động quay về. Và có thể chơi được băng cassette. Và tích hợp luôn kể cả CD. Anh đã sống những đêm ngoài kia biên du bờ ca, ước gì em ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá ngàn câu hát yên bình. Anh đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa. Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên, ước gì em ở đây giờ này, ước gì anh được. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này, hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.